Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Big Bet dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhà báo bình luận viên Anh Ngọc đến với trận đấu vòng 19 giải Ngoại hạng Anh giữa Leicester và Manchester United. Cựu vương Leicester đã có phong độ không tốt, trong khi đó thì MU lại có vẻ như đang rất khó đánh bại, phải không Anh Ngọc? Trên thực tế thì MU vừa bị thua Bristol ở trong trận đấu ở League Cup, một trận đấu mà MU tung ra một đội hình có thể nói là gần như mạnh nhất. Ibra cũng đã ghi bàn, tuy nhiên MU đã bị loại khỏi League Cup. Và trên thực tế thì phong độ của MU ở giai đoạn gần đây tôi nghĩ rằng là nó cũng không ổn định lắm. Cụ thể là họ đã thắng ở trên sân khách, họ thắng Watford rất là hay, họ thắng Arsenal rất hay, nhưng sau đó thì họ bắt đầu chạy chật kể từ khi họ thua Manchester City 1-2 trên sân nhà một cái, là họ thắng bọt mật rất khó khăn. Và đặc biệt là trận đấu với West Brom, thắng 2-1 trên sân của West Brom cho thấy rằng là MU đang có cái gì đấy nó không ổn cả về mặt tấn công, không ổn cả trong hàng phòng ngự nữa. Trong 3 trận đấu gần đây nhất trên sân khách thì các cầu thủ MU đều bị thủng lưới 4 bàn. Trong khi đó thì các cầu thủ Leicester chơi không tốt ở giai đoạn đầu mùa, nhưng sau đó thì gần đây thì họ đã bắt đầu trở lại một vị trí trong top 10. Hiện tại thì họ đang đứng ở vị trí thứ 8. Và mặc dù kém các cầu thủ MU tới 15 điểm, nhưng mà rõ ràng là phong độ gần đây cho thấy rằng là Leicester đang rất là tự tin trở lại dưới tay của huấn luyện viên Claude Puel. Tôi nghĩ rằng đây lại là một trận đấu nữa khó khăn cho các cầu thủ Manchester United. Và thưa anh, đó có phải là lý do khiến khi mà mặc dù là làm khách nhưng mà MU vẫn chấp Leicester đến 1/2 trái đúng không ạ? Thực ra tỷ lệ này có thể cao hơn nữa nếu như MU không có được phong độ tốt như vào thời điểm này. Bởi vì tôi nhớ là ở một giải trước, các cầu thủ MU đã thắng 3-0 trên sân của Leicester một cách rất là dễ dàng. Và cái tỷ lệ chấp 1-2 này thì nó cũng hợp lý thôi. Bởi vì các cầu thủ MU bây giờ ghi bàn cũng đã khó, mà lại không phải là hoàn toàn giữ trắng lưới trên sân nhà. Thành ra tôi nghĩ trận đấu này các cầu thủ MU sẽ thắng. Nhưng mà thắng cũng chỉ chênh lệch được một bàn thôi. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những dự đoán về số bàn thắng của trận đấu lần này của nhà báo bình luận viên Anh Ngọc. Và tỷ lệ của chúng tôi đưa ra là 2/1/2. Vậy anh Ngọc, anh nghĩ sao về tỷ lệ này ạ? MU thì lần gần nhất để thua trên sân của Leicester City thì đấy là cách đây đã 4 năm rồi. Năm 2014 thì họ đã thua với tỷ số là 3-5. Và kể từ đó cho tới giờ thì các cầu thủ Leicester chỉ có thua. MU đã thắng Leicester 3 trận đấu liên tiếp rồi. Và tôi nghĩ rằng là cũng là một điều logic khi mà họ thắng nốt trận đấu này. Nhưng mà theo suy luận của tôi thì việc các cầu thủ MU chơi rất là buồn ngủ ở trên sân khách, có được bàn thắng nhưng mà cũng rất dễ bị thủng lưới. Thành ra tôi nghĩ rằng là trận đấu này sẽ có khi tối thiểu là 3 bàn chứ không phải là tỷ số như thế này. Có thể MU sẽ lại thắng 2-1 như cách mà họ thắng ở trên sân của West Brom mà thôi. Xin cảm ơn những dự đoán của nhà báo bình luận viên Anh Ngọc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong những trận đấu tiếp theo.